Trạch Thiên Ký quyển 4 chương 36, tỷ lớn hiếp nhỏ. Tường viện sụp đổ lặng yên không một tiếng động, lão đạo cô từ trong lỗ thủng kia đi đến. Theo cước bộ của nàng, một đạo khí tức vô cùng cường đại, tựa như thương hải trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quốc giáo học viện. Các học sinh trong ký túc xá còn đang ngủ say, quốc giáo kỵ binh ngoài viện cũng không có phát hiện. Trong tiểu lâu trần trường sinh đám người cảm thấy trước tiên, bởi vì lão đạo cô muốn bọn họ tỉnh lại, nhớ rõ chuyện sẽ xảy ra sau đó. Bọn họ mở mắt, cảm thấy đạo hàng ý tịch diệt, phản phất rơi vào trong hầm băng hàng lãnh, cảm giác buồn ngủ nhất thời hoàn toàn biến mất. Trên tiểu lâu, cửa sổ theo thứ tự bị đẩy ra, lộ ra mấy gương mặt trẻ tuổi. Bọn họ thấy được lão đạo cô ở bên kia hồ. Thời khắc thấy lão đạo cô này, mùi vị tịch diệt biến thành mùi vị của tử vong cùng vô cùng sợ hãi. Lão đạo cô kia quá cường đại, cường đại đến mức bọn họ thậm chí rất khó sinh ra ý chí chống cự. Nhìn lão đạo cô, đường tam thập lục nhớ lại gia gia của mình có một lần nổi giận, cả tòa vấn thủy thành đều rung lên mấy cái. Chiếc tụ nhớ lại khi còn bé bị đuổi ra bộ lạc không lâu, từng xa xa nhìn thấy một con đảo sơn liêu khổng lồ, còn có thân ảnh nhỏ thấp rồi lại vô cùng đáng sợ ngồi ở đỉnh đầu đảo sơn liêu. Sắc mặt của tô mặt ngu trở nên dị thường tái nhợt, bởi vì hắn biết lão đạo cô là ai. Trần Trường Sinh giờ khắc này, rất tự nhiên nhớ lại mưa gió trong tầm Dương Thành, mới khiếp sợ hiểu được, thì ra lão đạo cô này hẳn là cường giả cấp bậc như thế. Theo đạo lý mà nói, lấy thân phận địa vị hiện tại của Trần Trường Sinh, vô luận là ai cũng sẽ không động thủ với hắn ở Kinh Đô. Nhưng hiện tại hắn không có sự tự tin này, bởi vì lão đạo cô kia không phải người bình thường, cho dù giáo hoàng bệ hạ cũng muốn nể mặt của nàng, hơn nữa lúc này nàng làm cho người ta cảm một sự tuyệt diệt rất cực đoan tuyệt trong thiên sơn phi điểu tuyệt, diệt trong vạn kính nhân tung diệt. Nàng coi chúng sanh trên thế gian là heo chó, có ai mà nàng không dám giết. Đúng lúc này, thanh âm của tô mặt ngu vang lên, hắn nhìn lão đạo cô thất kinh hỏi, mợ, ngươi muốn làm gì? Nghe được câu này, trần trường sinh đám người đã xác minh phỏng đoán trong lòng, chắc chắn thân phận của người đến. Đường tam thập lục vẻ mặt không thay đổi, ngón tay rơi vào trên bệ cửa có chút trắng bệch. Chiếc tủ vẻ mặt không thay đổi, ngón tay tay phải cũng đã chậm rãi buông lỏng quải trượng, cầm chui kiếm. Nàng cuối cùng đã tới, vị tuyệt thế cường giả nổi tiếng cưng chiều con trai độc nhất, bảo thủ, táo bạo, hiếu sát, hỉ nộ vô thường, cuối cùng đã tới. Vô cùng bích, nữ nhân duy nhất trong bát phương phong vũ. Phu quân của nàng là biệt dạng hồng, giống như trước cũng đứng trong bát phương phong vũ. Bọn họ có một đứa con trai độc nhất, tên là biệt thiên tâm. Đứa con độc nhất của hai vị phong vũ, có thể tưởng tượng là lớn lên như thế nào biệt thiên tâm cả đời đều xuôi gió xuôi nước cho đến mấy mươi ngày trước ở cửa quốc giáo học viện gặp phải trần trường sinh cùng đường tam thập lục lúc ấy tô mặc ngu đã từng nhắc nhở quá bọn họ quốc giáo học viện có thể sẽ gặp phải phiền toái như thế nào trần trường sinh lại nghĩ quốc giáo học viện cũng không làm chuyện gì quá mức đối với biệt thiên tâm lấy bối phận địa vị của vô cùng bích sao có thể tới làm khó chính mình cho đến giờ này khắc này thấy lão đạo cô đứng bên kia hồ hắn mới biết được thì ra không phải tất cả cao nhân đều là thế ngoại cao nhân đều có tâm cảnh thoát tục xuất trần tiền bối ban đêm vào quốc giáo học viện xin hỏi có gì chỉ giáo hắn nhìn lão đạo cô thanh âm ổn định hỏi hắn là viện trưởng quốc giáo học viện là người thừa kế do giáo hoàng chỉ định chuyên bàn về thân phận địa vị cũng không thua kém đối phương cho nên lời nói này hắn nói rất bình tĩnh lão đạo cô nhìn hắn vẻ mặt hờ hững nói người chính là trần trường sinh kể từ khi rời đi tây trữ đi tới kinh đô trần trường sinh đã nghe qua câu hỏi như vậy vô số lần có đôi khi cảm giác này rất đáng ghét tỉ như ban đầu ở thiên thư lăng gặp phải vị bia thị giả kia có đôi khi là một loại vinh quang tỉ như thời điểm ở ngoài hán thu thành gặp được chu lạc lúc này lão đạo cô đặt câu hỏi là người có địa vị xấp xỉ với chu lạc ở trên đại lục nhưng hắn biết đây tuyệt đối không phải là vinh quang mà là nguy hiểm lão đạo cô vẻ mặt hờ hững sinh tử dứt khoát nói sau đây ta sẽ giết chết người này lúc nói những lời này nàng nhìn trần trường sinh nhưng lại chỉ vào hiên viên phá phía sau lưng hiên viên phá thân thể khẽ trung ở dưới uy áp vô cùng kinh khủng căn bản không cách nào xoay người cũng không thể ly khai ta còn làm thêm một ít chuyện sẽ để các ngươi thấy lão đạo cô nhìn cũng chưa từng nhìn hiên viên phá cùng phiến phế tích này một cái ở trong mắt nàng hiên viên phá đã là người chết. Tối nay nàng đã sắp xếp mọi chuyện, quyết định nhân sinh cho những người trẻ tuổi của quốc giáo học viện. Đại chu quân đội thần tướng rất thưởng thức chiếc tụ, cho nên lan tể tử kia sẽ chỉ bị thương nặng, gãy một tay hoặc là một chân. Nàng sẽ không giết trần trường sinh cùng đường tam thập lục, bởi vì cho dù cường đại như nàng, cũng không muốn đắc tội với quốc giáo cùng vấn thủy đường gia. Nhưng không có nghĩa là nàng sẽ bỏ qua cho bọn họ. Nàng sẽ ở trước mắt của bọn hắn, đem chiếc tủ đánh thành tàn phế sau đó từ từ giết chết thiếu niên yêu tộc kia nàng muốn để cho bọn họ nhìn bằng hữu của mình chảy máu nhưng không có sức lực vãn hồi nàng muốn bọn họ hiểu được bất lực chân chính tuyệt vọng chân chính là gì nàng tin tưởng sau này bọn họ sống có thể so với chết đi càng thêm thống khổ như thế rất tốt nàng vốn tới để giáo dục bọn họ vậy thì muốn lưu cho bọn hắn một cái trí nhớ khắc sâu không cách nào quên được về phần thanh niên của quốc giáo học viện có phản kháng hay không. Nàng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Đều nói những người tuổi trẻ này là thiên tài thật sự, nhưng vậy thì như thế nào? Không muốn nói thanh vân bản cùng điểm kim bản, nếu là vãn bối như vương phá cùng tiếu trương, có thể làm cho nàng coi trọng nhìn nhiều mấy cái, những người tuổi trẻ này có đáng là gì? Đúng vậy, nếu như đổi thành thanh niên khác, sau khi cảm nhận được cường đại khí tức đáng sợ như thế, nhất là đoán được thân phận của lão đạo cô, có thể sẽ từ bỏ chống cự. Bởi vì bọn họ không thể nào là đối thủ, nếu như nói bọn họ là ưng non, lão đạo cô chính là trời cao hàng lãnh, nếu như nói bọn họ là hổ con, lão đạo cô chính là khe vực sâu không thấy đấy. Nhưng bọn họ không phải là thanh niên khác, bọn họ là thanh niên của quốc giáo học viện. Ở tầm Dương Thành, Trần Trường Sinh dám xuất kiếm với Chu Lạc. Ở trên cánh đồng tuyết, chiếc tụ dám hướng ma tộc lộ ra nanh vuốt. Ở lúc 3 tuổi, Đường Đường đã dám dùng nước tiểu vẩy lên mặt Đường lão thái gia. Ở thời điểm vừa vào kinh đô, Hiên Viên phá đã dám động thủ với Thiên Hải Nha Nhi. Dù đánh thế nào cũng không đánh lại, cho nên không đánh. Đây không phải tư tưởng của bọn họ, trong suy nghĩ của bọn hắn, nếu đánh thế nào cũng đánh không lại, đương nhiên càng cần phải đánh. Đánh không lại. Đánh không lại thì như thế nào? Sẽ chết, vậy thì hướng trong cõi chết để cầu đường sống. Người trẻ tuổi bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, đều có các phương thức chiến đấu khác nhau. Quải Trượng nằm trong bóng tối trên mặt đất, chiếc tụ đứng ở trong bóng tối của mái hiên ngoài cửa sổ, trên mặt tràn đầy bóng tối, che kín ánh mắt huyết hồng, lông sói cứng trắng, móng vuốt sói sắc bén, lẳng lặng nhìn lão đạo cô, tay phải nắm lấy ma sói kỳ kiếm đã nửa tàn, bình tĩnh hờ hững làm lòng người lạnh lẽo. Đường Tam Thập Lục Song trưởng khẽ dùng sức, bệ cửa sổ đột nhiên vỡ vụn, chỉ nghe mấy đạo dị vang. Mấy đạo pháo hoa hướng trong bầu trời đêm bay đi. Thì ra hắn đã bố trí cơ quan ở bên trong quốc giáo học viện. Đây là phương thức chiến đấu của hắn, gặp địch nhân đáng sợ như vậy, dĩ nhiên muốn trước tiên phát ra pháo hiệu cảnh báo, cách nơi này gần nhất chính là hoàng cung, tiết tỉnh xuyên hẳn là sẽ rất nhanh chạy tới, về phần vấn thủy đường gia phái tới cao thủ âm thầm bảo vệ hắn, lại càng xuất hiện trước nhất, dĩ nhiên Coi như là đệ nhị thần tướng tiết tỉnh xuyên cùng vấn thủy đường gia cung phụng cộng lại cũng không phải đối thủ của lão đạo cô này, nhưng hắn không tin, lão đạo cô này thật sự dám ở trước mắt bao người, hạ sát thủ đối với bọn họ. tô mặt ngu sắc mặt tái nhật, nhìn lão đạo cô thanh âm khẽ rung nói, mợ, ngươi thật muốn hai nhà trở mặt thành thù ư. Trần Trường Sinh nhìn lão đạo cô kia, không định vận dụng vạn kiếm trong vỏ hoặc là thiên thư bia, mà là cầm một phong thơ. Hắn biết coi như mình liều mạng như thế nào, cũng không bằng một ngón tay của lão đạo cô, chỉ có thể hy vọng phong thư của Tô Ly có thể phát huy tác dụng. Mấy đạo thanh âm yên diệt nhẹ vô cùng nổi lên, hướng pháo hoa báo động bay đi trong bầu trời đêm còn không kịp phát ra tia sáng, lúc đó đã biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam thập lục sắc mặt có chút khó coi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải cường giả cấp bậc thế này, đến lúc này mới biết, thì ra tính toán thôi diễn quen thuộc về chiến đấu cùng nhân tâm của hắn ở trước mặt những người này không có bất kỳ ý nghĩa, những người này đã vượt qua thế tục, làm sao có thể bị trí tuệ thế tục gây khó dễ chứ? Trần Trường Sinh nắm chặt thư trong tay, tâm tình hơi trầm xuống. Đúng lúc này, hiên viên phá tự hồ bị quên lãng, ở trong mắt lão đạo cô đã là người chết bỗng nhiên cử động. Hắn ở trong phế khư cực kỳ khó nhọc, chậm chạp xoay người, sau đó từ từ dơ lên thiết kiếm trong tay. Hắn cách tường viện gần nhất, cách lão đạo cô gần nhất, cảm nhận được khí tức tịch diệt cũng rõ ràng hơn, thừa nhận áp lực lớn nhất. Lúc Trần Trường Sinh, chiếc tụ đám người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hắn còn đang chống cự đạo áp lực kia. Cuối cùng, hắn rốt cục xoay người qua, dơ kiếm. Muốn đối mặt với cường giả khủng bố như lão đạo cô, muốn chiến thắng sợ hãi trời sinh đối với tử vong, hiên viên phá dùng toàn bộ dũng khí của mình. Chỉ là một cái động tác đơn giản như vậy, đã tiêu hết sạch toàn bộ khí lực cùng tinh thần trực diện lão đạo cô, thân thể của hắn càng không ngừng run rẩy, nhìn giống như bệnh nặng mới khỏi, thiết kiếm trong tay của hắn cũng giống như thế, nhìn lão đạo muốn ngã. Hắn đã biểu hiện đầy đủ dũng cảm, nhưng hắn như vậy còn có thể chiến đấu làm sao, còn có thể xuất kiếm làm sao. Lão đạo cô lần đầu tiên liếc mắt nhìn hiên viên phá. Mắt của nàng toát ra vô cùng vô tận đùa cực cùng kinh miệt. Theo đạo lý mà nói, Tuyệt thế cường giả cấp bậc Bát Phương Phong Vũ sẽ không nhục nhã vãn bối trẻ tuổi như thế. Nhưng nàng hôm nay chính là tới để nhục nhã quốc giáo học viện. Hiên Viên Phá là một thiếu niên hùng tộc, coi trọng nhất chính là Vũ Dũng cùng vinh dự, không chịu nổi nhục nhã. Mặt của hắn đỏ lên, thần sắc có chút non nớt hiện ra vẻ kiên quyết, hét lớn một tiếng, hai tay nắm lấy thiết kiếm, hướng lão đạo cô chém tới. Tiểu lâu vang lên mấy tiếng gió cực kỳ bén nhọn, chiếc tụ như một đạo bóng xám trong nháy mắt xẹt qua hồ băng, đi tới nơi đây. Thân ảnh Trần Trường Sinh đột nhiên hư ảo, vận dụng gia thức bộ, mang theo một chút mảnh tuyết trong rừng, lao tới phía sau hiên viên phá, hai tay căng thẳng, chuẩn bị đem phong thư xé rách. Tô mặt ngu lộ vẻ kiên quyết, đem tay đưa về phía trong ngực. Đường tam thập lục cử động cuối cùng, nhưng thanh âm tới trước. Vô cùng bích, ngươi. Nếu là lúc bình thường, đường tam thập lục dù ngang ngược kiêu ngạo như thế nào, cũng sẽ không mắng những lời thô tục như thế đối với lão đạo cô này, bởi vì thân phận địa vị của lão đạo cô này thật sự quá cao, coi như là đường gia lão thái gia, đối với nàng không có tôn kính, ít nhất cũng sẽ có chút ít kiên kỵ. Nhưng lúc này hắn không chút do dự mắng chửi, bởi vì hắn muốn cố ý chọc giận lão đạo cô, phân tán lực chú ý của lão đạo cô, bởi vì lúc này hắn rất tức giận cùng sợ hãi, thế cho nên quên đi nỗi sợ, bởi vì hiên viên phá dơ lên thiết kiếm ngoài dự liệu của mọi người. Tinh lực quá thịnh cho nên mỗi ngày phải ăn 6 bữa cơm, hùng tộc thiếu niên mỗi ngày không ngừng ném cây, có phương thức chiến đấu của mình. Hắn dũng mãnh, hắn phương thức chiến đấu không giống trần trường sinh đám người, hắn không suy tư, bị nhục nhã liền muốn dùng chiến đấu để tiêu trừ, chỉ sợ trả giá bằng tánh mạng của mình. Nhưng thiết kiếm của hắn làm sao có thể đánh trúng lão đạo cô? Hắn làm sao có thể thắng được vị lão đạo cô này? Lấy tiêu chuẩn tu hành giới loài người phán đoán, hiên viên phá cảnh giới đã thông u, nhưng căn bản không có khả năng thương tổn được lão đạo cô. Trầm trọng thiết kiếm, như cành liễu nhu nhược phất phơ trong gió lạnh ven hồ, căn bản không cách nào rơi xuống. Lão đạo cô nhìn thanh thiết kiếm kia, tự như nhận ra lai lịch, khẽ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Nhưng nàng không định lưu tình, đạo khí tức hàng lãnh tịch diệt, trong nháy mắt khống chế thân thể cùng thức hải của hắn, sau một khắc sẽ lan tỏa đem hắn xé thành bụi phấn, chỉ cần nàng hơi động niệm, hiên viên phá sẽ chết trần trường sinh chiếc tụ tô mặc ngu cùng đường tam thập lục như bốn mũi tên bắn về phía bên kia hồ nhưng mặc dù bọn họ đánh cực tánh mạng cũng tựa như không cách nào thay đổi kết cục bọn họ tựa như chỉ có thể trơ mắt nhìn hiên viên phá chết ở trước mắt của mình có ai có thể thay đổi hết thảy sao có thể có trần trường sinh còn có phương pháp cuối cùng hắn không chút do dự chuẩn bị đem món đồ bảo vệ tánh mạng kia ném xuống tô mặc ngu cũng đang chuẩn bị đường tam thập lục cũng đang chuẩn bị bọn họ cũng chuẩn bị đem thứ mình ẩn giấu lấy ra hy vọng có thể giúp cho hiên viên phá có một đường sinh cơ đúng lúc này một cái biến hóa làm người ta không tưởng được xảy ra thiết kiếm trong tay hiên viên phá bị trói buộc trong gió rét không cách nào đi thêm một tấc nhưng cuối cùng vẫn mang theo một chút gió cho dù là một luồng gió nhẹ nhất luồng gió không cách nào đánh vỡ sự tĩnh lặng ven hồ không cách nào phất động sợi phất trần bên hông lão đạo cô ngay cả tuyết cũng không thể phất đi, nhưng có thể phất được bụi mù. Hiên viên phá đứng trong phế tích, nơi đặt chân đã từng là bếp lò, trong lò có một nắm tro. Tro là củi đốt sạch vương lại tro tàn, còn có chút tro là một trang giấy đốt thành tro. Lúc trước hiên viên phá từng dùng thiết kiếm chọc vào đám tro do giấy đốt thành này, lúc này, theo thiết kiếm mang theo sợi gió kia, đoàn tro từ từ dương dương tự đắc bay lên. Ven hồ trong bóng đêm một màu đen nhánh, đoàn tro này mơ hồ lộ ra chút ít màu đỏ, thì ra bên trong vẫn cất giấu chút ít hỏa tinh. Gió cuốn trao bay lên, hỏa tinh khẽ phát sáng, phất phới mà lên, trên không trung tạo thành một thanh kiếm. Thanh hỏa tinh chi kiếm này theo góc độ thiết kiếm chém xuống, hướng phía trước sư một tiếng chém xuống. Lao Quốc giáo học viện không gian ven hồ, tựa như bị một kiếm này trực tiếp chém ra. Lão đạo cô con ngươi đột nhiên co rút, cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Kể từ sau khi bước vào thần thánh lĩnh vực, Nàng đã cực ít có cảm giác như thế, bởi vì đại lục không có mấy người có thể uy hiếp tới nàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Đạo hư kiếm do hỏa tinh ngưng tụ mà thành từ đâu mà đến? Tại sao lại làm cho mình cảm giác được nguy hiểm? Vô số suy nghĩ ở trong thức hải của lão đạo cô lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng, tựa như ánh sáng bình thường xuyên qua mà qua, không ngừng tính toán thôi diễn. Nhưng hỏa tinh kiếm tới lại còn nhanh hơn như vậy, ở trước lúc nàng còn không có thôi diễn ra kết quả đã đi tới trước mặt nàng. Lão đạo cô không còn kịp suy tư, kêu to một tiếng, chui phất trần bên người không gió mà lên, hạ xuống tay, hướng về kia hỏa tinh kiếm vỗ xuống. Chui phất trần này, ngàn tia vạn nhứ, mỗi một tia, chính là một đạo sóng biển dân. Phiến hải dương xanh lam vô cùng, nhưng hoàn toàn không có sự sống, chỉ có ý vị tịch diệt. Nàng không biết thanh hỏa tinh kiếm bỗng nhiên xuất hiện này lai lịch ra sao, nhưng cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt, xuất thủ chính là đạo pháp thần thánh của mình. Phất trần mang theo vô số đạo sóng biển mang theo khí tức tịch diệt, hướng về phía hỏa tinh kiếm phách vào. Cùng sóng to vắt ngang thiên địa so sánh, thanh hư kiếm do hỏa tinh bé nhỏ kia tạo thành lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé, yếu ớt vô cùng, làm sao có thể cản nổi. Hỏa tinh kiếm ở trước người hiên viên phá, nếu như nó bị sóng to chôn vùi, thân thể cùng linh hồn của hiên viên phá tất nhiên cũng sẽ bị cắn nuốt. Nhưng thanh hỏa tinh kiếm nhìn như nhỏ bé yếu ớt này, gặp phải phất trần nhất lên vạn đạo sóng to, chẳng những không bị yên diệt, ngược lại trong nháy mắt cuồng bão bốc cháy lên. Quốc giáo học viện trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, vô luận rừng đêm xa gần đều phản phất bắt đầu thiêu đốt. Kiếm theo hỏa thế, treo rao dâng lên, biến thành một thanh hỏa kiếm dài hơn bảy thước, hướng bầu trời đêm tản mát khí tức cường đại trí cực. Sóng to như núi. Chém. Tịch diệt như biển. Chém vạn vật đều bị chém. Quanh một tiếng, hỏa kiếm chém nát mấy vạn đạo sóng to, mang theo vô số sợi phất trần bay loạn, chém về phía lão đạo cô. Lão đạo cô vẻ kinh sợ đột nhiên hiện ra, mang theo một tiếng rít cực kỳ lo sợ không yên, đột nhiên lui về phía sau. Lúc trước một đoạn tường viện lặng lẽ không tiếng động sụp đổ, ở trong quá trình thân ảnh của nàng chợt lui sau đó, ầm ầm hoàn toàn đổ sụp. Trong bầu trời đêm đầy dãy thanh âm xé rách không gian, thanh cự kiếm thiêu đốt kia điên cuồng chém theo thân ảnh của lão đạo cô. Chui phất trần đã bị chém đứt vô số sợi, ở trong bóng đêm phất phơ. Tử lâu dân trạch ngoài quốc giáo học viện, ầm ầm sụp đổ, thân ảnh lão đạo cô lùi lại mấy trăm trượng, cho đến đi tới bờ lạc thủy, mới miễn cưỡng đứng lại. Phất trần mang theo vạn trượng sóng to toàn bộ suy sụp, lạc thủy đang bình tĩnh liền dâng lên vô số ba đào, sóng bạc không ngừng chập trùng. Lão đạo cô nhìn thanh hỏa kiếm đuổi theo chém tới, trên mặt lộ ra cảm xúc bất khả tư nghị vội vã kêu lên liệu thiên kiếm đến đây nàng đã nhận ra lai lịch thanh kiếm này hỏa tinh còn sót lại trong lò tạo thành hư kiếm nhỏ bé đón gió bốc cháy lên bột phát ra uy lực khó có thể tưởng tượng phất trần của nàng tịch diệt ý của nàng là vô tận bích hải tràn ngập trong thiên địa nhưng không phải đối thủ của thanh kiếm này tại sao bởi vì một điểm hỏa tinh có thể cháy lan ra đồng cỏ cũng có thể liệu thiên Kiếm này, dĩ nhiên chính là Liệu Thiên kiếm của Tô Ly. Trong tiếng kinh hô, Liệu Thiên kiếm đã đi tới bờ Lạc Thủy. Lạc Thủy về đêm đã không còn bình tĩnh như thường ngày, bông tuyết từ không trung rơi xuống trong nháy mắt bị đạo kiếm ý này trực tiếp làm bốc hơi thành sương khói. Trong sương khói mịt mờ, lần nữa truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, cùng với tiếng la thê lương mà khiếp sợ của lão đạo cô. Hơi nước chợt tan, bụi mù rơi xuống, đê Lạc Thủy đã sụp đổ ba dặm lão đạo cô tay cầm phất trần đứng ở trong vùng nước cạn dưới đê ống tay áo tay phải vỡ vụn lộ ra da thịt trắng nõn như ngọc tóc đen rối bù cả người đá vụn phất trần trong tay đã chỉ còn lại có chui cùng vài sợi rách nát nhìn dị thường chật vật tựa như bản thân nàng lúc này không thể nào như thế được lão đạo cô đau đớn kêu lên khi nàng cảm giác được đạo tâm của mình phản phất cũng bị liệu thiên kiếm chém thành một vết rách lại càng khiếp sợ tức giận sắp nổi điên vì sao quốc giáo học viện lại có một đạo kiếm ý của tô ly chẳng lẽ tô ly đoán được chính mình muốn tới sau khi xác nhận đạo kiếm ý cường đại kia chính là liệu thiên kiếm nàng vẫn có chút bất an đang suy nghĩ vấn đề này nhưng nàng càng giật mình tức giận thậm chí có chút ngơ ngẩn chính là tại sao đạo kiếm ý này lại mạnh như thế thế gian công nhận tô ly chính là người mạnh nhất trên kiếm đạo nhưng nàng làm sao có thể ngay cả một kiếm cũng đỡ không được hơn nữa đây chỉ là kiếm ý tô ly để lại ở quốc giáo học viện cũng không phải là kiếm chân chính của hắn nàng không phải là cường giả bình thường nàng là bác phương phong vũ nhiều năm trước đã bước vào thần thánh lĩnh vực dĩ vãng nàng thủy chung cho rằng tô ly mặc dù cũng bước vào thần thánh lĩnh vực nhưng dù sao muộn hơn nhiều năm cho dù thiên phú cao tới đâu ở phương diện cảnh giới tu vi cũng không phải đối thủ của mình kết quả hiện tại nàng mà ngay cả một đạo kiếm ý của tô ly cũng đánh không lại sau kinh sợ chính là kinh hoàng lão đạo cô nhìn đạo hỏa kiếm kinh khủng kia sâu trong đạo tâm tự nhiên sinh ra thối ý nếu như là dĩ vãng nàng nhất định phải tiếp tục đại chiến nhưng hiện tại xác nhận không phải là đối thủ của tô ly làm sao có thể không lui lần này nàng gạt phu quân lẻn vào kinh đô cũng không có cường viện trọng yếu hơn tô ly không phải là giáo hoàng bệ hạ cũng không phải là thiên hải thánh hậu là một người điên lãnh huyết vô tình hắn là kẻ thực sự có can đảm nổi sát tâm đối với bác phương phong vũ lạc thủy lần nữa nhấc lên vô số cuộn sóng ở trong đêm tuyết giống như là nổi lên vô số mảnh giấy ở trước khi đạo kiếm ý lần nữa chém xuống lạc thủy vang lên một tiếng kêu to không cam lòng của lão đạo cô thân ảnh của nàng chợt biến mất sau đó xuất hiện ở bờ bên kia lấy tốc độ nhanh nhất biến mất ở phố lớn nhỏ nhỏ trong kinh đô trần trường sinh đám người dùng tốc độ nhanh nhất dọc theo dân trạch tử lâu bị lão đạo cô xô ngã chạy tới bờ lạc thủy nơi đây đã không có một bóng người chỉ có bông tuyết phất phới đầy trời cùng sợi phất trần bị cắt nát thêm nữa chính là hỏa kiếm lơ lửng ở bầu trời lạc thủy sợi tơ không phải là tơ liễu cũng không phải là bông tuyết cho dù là một sợi rất nhỏ cũng ẩn chứa bi lực vô cùng đáng sợ có thể dễ dàng giết chết bọn họ chui phất trần này một kích toàn lực chỉ sợ thật có thể rung chuyển cả lạc thủy không hổ là tuyệt thế cường giả bước vào thần thánh lĩnh vực cảm thụ được lực lượng từ phất trần trần trường sinh đám người trong vô thức nhìn về hiên viên phá có can đảm hướng lão đạo cô xuất kiếm bội phục tới cực điểm đồng thời nghĩ tới thanh hỏa kiếm đem chui phất trần này chém thành rụng lông gà đem lão đạo cô đánh lui lại mạnh mẽ đến trình độ nào đây là chuyện gì đường tam thập lục nhìn thanh kiếm thiêu đốt trong bầu trời đêm hỏi thời điểm ban đầu Trần Trường Sinh từng cảm ngộ kiếm ý trên tờ giấy, đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, nói: "Đây là kiếm của Tô Ly Tiền Bối." Đường Tam Thập Lục khiếp sợ vẫn còn không tiêu, nghĩ thầm nếu như không phải là thanh kiếm này, chỉ sợ Quốc Giáo Học Viện hôm nay nhất định sẽ máu chảy thành sông, cho dù lão đạo cô kia nể mặt quốc giáo cùng vấn thủy Đường gia, sẽ không quá làm khó hắn cùng Trần Trường Sinh còn có tô mặt ngu, nhưng chiếc tụ nhất định sẽ nhận nhục nhã. Thiên viên phá lại càng không có chút may mắn nào thoát khỏi trận cường giả cuộc chiến từ quốc giáo học viện đánh tới bờ lạc thủy này đã kinh động rất nhiều người sau khi bọn hắn tới bờ lạc thủy không lâu một đạo hỏa diễm tự bầu trời đêm rơi xuống tiếc tỉnh xuyên ngồi hỏa vân lân lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đồng thời ba vị cung phụng vấn thủy đường gia phái tới kinh đô cũng ở trong bóng đêm hiện thân đem đường tam thập lục vây quanh ở giữa đây là lần đầu tiên trần trường sinh đám người thấy thực lực chân chính của vấn thủy đường gia không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua đường phố vang lên tiếng chân như mưa to, hẳn là quốc giáo kỵ binh cùng Vũ Lâm Quân đang chạy tới. Tiết tỉnh xuyên nhìn bên bờ lạc thủy sụp đổ, cùng một mảng lớn tử lâu dân trạch biến thành phế tích, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Vô cùng bích đã tới. Đường Tam Thập Lục nói, lại có một vị bác phương phong vũ lẻn vào kinh đô. Tiết tỉnh xuyên vẻ mặt khẽ biến, sau đó nhìn về thanh đại kiếm thiêu đốt trên bầu trời lạc thủy, vẻ mặt lại biến, lấy cảnh giới của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, đây cũng không phải là một thanh kiếm chân thật tồn tại, chính xác ra hơn hẳn là một thanh hư kiếm. Nhưng làm hắn cảm thấy cảnh giác chính là, cho dù là cảnh giới của hắn, cũng cảm thấy xa xa không phải là đối thủ của thanh kiếm này, cho nên không cần hỏi thăm, hắn đã biết được là kiếm ý của ai. Tô Ly, tại sao lại đem dấu kiếm ý này ở quốc giáo học viện? Hắn nhìn vào mắt Trần Trường Sinh, hỏi, chẳng lẽ hắn đã biết trước vô cùng bích sẽ gây bất lợi đối với các ngươi đây là chuyện trước khi lão đạo cô thua chạy nghỉ mãi mà không rõ cũng là chuyện trần trường sinh đến hiện tại cũng còn không có suy nghĩ rõ ràng hắn ban đầu cho là tô ly tiền bối nhờ từ hữu dung đưa cho mình hai phong thư lá thư đọc xong liền đốt hẳn là giúp hắn cảm ngộ kiếm ý phong thư bây giờ đang ở trong ngực là pháp bảo để bảo vệ tánh mạng bây giờ nhìn lại tô ly để cho mình đem phong thơ đầu tiên đốt thành tro bụi rõ ràng có thâm ý khác mượn tự nhiên chi hỏa đốt kiếm phách kiếm ý liệu thiên kiếm mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất chẳng qua tô ly làm sao xác định khi nào để cho đạo kiếm ý này hiển hiện ra là bởi vì hiên viên lúc trước dũng mãnh kích thích hay là bởi vì hắn thật sự đoán được chuyện vô cùng bích sẽ đến quốc giáo kỵ binh cùng vũ lâm quân chạy tới hiện trường ly cung giáo sĩ cũng tới còn có quan viên phủ dịch kinh đô phủ mọi người bắt đầu dọn dẹp hiện trường cứu trợ người bị thương vận chuyển bên bờ lạc thủy tràn đầy phế tích Xung quanh trở nên náo nhiệt, Liệu Thiên kiếm trong bầu trời đêm thu liễm tia sáng, khó nhìn thấy nữa. Tiết Tỉnh Xuyên vẫn quan sát bầu trời đêm. Trần Trường Sinh đám người cũng quan sát. Chuyện này tựa như lúc này sẽ kết thúc, hết thảy trở lại bình tĩnh, nhưng mà thật có thể như vậy ư? Không biết tại sao, bọn họ cảm giác không phải như vậy, cảm thấy còn có chuyện gì sắp phát sinh. Quả không sai, ở sau một khắc, ở sau một khắc không hề có đạo lý nào. Bầu trời đêm phía trên Lạc Thủy thiêu đốt, tựa như vô số con kim ô từ mặt trời bay ra ngoài phủ xuống nhân gian, khắp nơi đều phát sáng vô cùng, kinh đô ban đêm tựa như đi tới ban ngày. Quan viên cùng bọn quân sĩ ở phế tích cùng trên bờ đê cực khổ làm việc, chấn động vô cùng ngẩng lên đầu nhìn, nghĩ thầm xảy ra chuyện gì. Liệu thiên kiếm thiêu đốt trở nên to lớn, chỉ mấy tức thời gian đã chiếm một mảnh bầu trời đêm, từ mặt đất nhìn lên, ít nhất dài bằng nửa con đường quan viên quân sĩ còn có dân chúng bị thức tỉnh nhìn trong bầu trời đêm cự kiếm đang thiêu đốt phát ra vô số tiếng kinh hô liệu thiên kiếm mãnh liệt thiêu đốt vân dặm không còn bông tuyết có thể rơi xuống cũng không có nước mưa thậm chí ngay cả hơi nước cũng không có trong bầu trời đêm chút ít mây trực tiếp đã bị lửa đốt sạch sẽ dần dần muốn lộ ra tinh thần ở phía sau sắc mặt tiết tỉnh xuyên trong nháy mắt trở nên tái nhật vô cùng hướng hoàng cung phát ra một tiếng kêu to cảnh báo đồng thời nhảy tới trên lưng hỏa vân lân, hướng trong bầu trời đêm bay đi. Trần Trường Sinh cũng đoán được, trong mắt tràn đầy cảm xúc khiếp sợ, lòng nghĩ sẽ không sao, tiền bối ngươi đã đi rồi, vì sao còn muốn nổi điên. Lão đạo cô nghĩ mãi mà không rõ tại sao Tô Ly lại lưu một đạo kiếm ý ở quốc giáo học viện, tiết tỉnh suy nghĩ mãi mà không rõ, Trần Trường Sinh cũng nghĩ không rõ, bởi vì kiếm đạo tu vi của Tô Ly cao tới đâu, thậm chí có thể lấy kiếm biến thành thiên tâm, cũng không có khả năng biết trước quỷ tích hành động của một vị cường giả thần thánh lĩnh vực do đó làm ra mai phục trước đạo kiếm ý mà tô ly để lại quốc giáo học viện vốn không phải chuẩn bị cho lão đạo cô hắn để lại bảy phong thư cho thế giới này phong thư để cho trần trường sinh đọc xong liền đốt ẩn chứa kiếm ý mạnh nhất lão đạo cô tới quốc giáo học viện thiết kiếm của hiên viên phá đã đánh thức kiếm ý trong đám tro cho nên đạo kiếm ý kia thuận thế đem lão đạo cô đánh lui đúng vậy thuận thế thuận đường thuận tiện chẳng qua là thuận tay mà làm cho dù lão đạo cô thân là bác phương phong vũ cũng không có tư cách để cho tô ly chuyên môn thi triển đạo kiếm ý này hắn không thèm để ý chút nào rất khinh thường đối với nàng người mà hắn muốn chiến đấu mục tiêu của đạo kiếm ý mạnh nhất này thủy chung đều là người kia người kia trong hoàng cung vẫn luôn trong hoàng cung người kia không phải là người bình thường là một thánh nhân từng tiếng tiếu vang dội bầu trời đêm tiết tĩnh xuyên ngồi hỏa vân lân phóng thẳng tới thương khung, hóa thành một vệt lửa cầm thương hướng liệu thiên cự kiếm đâm tới nhưng mà thương của hắn căn bản không cách nào đâm trúng liệu thiên cự kiếm tới bên ngoài đã bị ngăn trở cùng phong gào thét vệt lửa đột nhiên đứt đoạn chán nản rơi xuống mặt đất tiết tĩnh xuyên cùng hỏa vân lân rơi xuống lạc thủy một nguồn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài cự kiếm thiêu đốt cuối cùng đã động mang theo vô số ngọn lửa cùng nhiệt lượng, từ bờ lạc thủy phóng lên cao, đi về phía hoàng cung. Nhìn hình ảnh vô cùng mỹ lệ tráng quan này, tất cả mọi người trên mặt đất khiếp sợ không cách nào phát ra âm thanh. Trần Trường Sinh cùng đường tam thập lục đám người trong mắt tràn đầy kính sợ cùng ngưỡng mộ, người tu đạo nếu đến loại cảnh giới này, mới thực sự vô địch hay sao? Chiếc tụ mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt tràn đầy cùng nhiệt cùng kiên định, nghĩ thầm cho dù ngươi mạnh hơn nữa, tương lai một ngày nào đó, ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Từ sau khi mùa đông bắt đầu, tuyết vẫn thỉnh thoảng rơi trong kinh đô, tầng mây trong bầu trời rất ít tản ra, cho đến tối nay, đạo kiếm ý kia hóa thành liệu thiên cự kiếm hướng thiên địa tỏa ra nhiệt lượng, tuyết vân trong nháy mắt bị đốt sạch sẽ, lộ ra tinh thần điểm điểm. Theo liệu thiên kiếm đi về phía hoàng cung, đi ngang qua bầu trời đêm, tuyết vân tùy theo mà tán, không ngừng có tinh thần hiện ra, hình ảnh này rất xinh đẹp, nhìn qua giống như một cái đầu bút đang vẽ lên bầu trời đêm vô số tinh thần theo thanh kiếm này không ngừng sáng lên. Trong bầu trời đêm tinh thần không ngừng sáng ngời, không đem tinh quang tỏa xuống nhân gian, mà là rơi vào trên quỷ tích của liệu thiên kiếm, biến thành vô số lân phiến sáng ngời. Liệu thiên kiếm cuối cùng hóa thành long. Cả tòa kinh đô, vào lúc này đều tỉnh lại. Có người vẫn không ngủ. Thời điểm lão đạo cô kia đi qua ngõ hẻm, thiên hải thánh hậu đã tỉnh lại. Sau đó nàng từng bước mà lên, đi lên cam lộ đài nơi này là địa phương cao nhất ở kinh đô ngoại trừ thiên thư lăng có thể đến gần tinh không nhất cũng có thể thấy nhân gian rộng rãi phổ biến nhất nàng nhìn lão đạo cô xuất hiện ngoài quốc giáo học viện vẻ mặt hờ hững nàng nhìn quốc giáo học viện xuất hiện một đạo kiếm ý cường đại vẻ mặt hờ hững như cũ chẳng qua nhíu mày tựa như có chút hứng thú đối với chuyện này hiện tại đạo kiếm kia từ bờ lạc thủy đang đến hoàng cung nàng đứng ở trên cam lộ đài cuồng phong phất khuôn mặt hoàng mỹ của nàng nhưng không xua tan vẻ hờ hững phía trên chỉ có thể để cho tóc đen khẽ phất phơ nàng chắp hai tay ngưng mắt nhìn kiếm long trong bầu trời đêm càng ngày càng gần ánh mắt yên tĩnh trong tròng mắt rốt cục xuất hiện vẻ ngưng trọng nàng đi về phía trước một bước đã tới ngoài rìa của cam lộ đài dạ minh châu cùng nhân gian đang ở dưới chân của nàng tinh không vận mệnh đang ở trên đầu của nàng nàng chậm rãi mở hai tay váy dài rủ xuống đón gió mà khiêu vũ. Nàng như gặp thâm nguyên, thái độ cẩn thận để ý. Nàng như gặp thương hải, khí thế bao la hùng vĩ. Một đạo khí tức tuyệt diệu chí cực, cường đại chí cực xuất hiện tại trên cam lộ đài. Váy dài của nàng khẽ chấn, gió đêm chợt chuyển phương hướng, đảo ngược đi về phía trước, hướng liệu thiên kiếm mà đi. Từng sợi tóc đen theo gương mặt của nàng, thổi về phía trước, lộ vẻ sốc xếp, nhưng lại tăng thêm xinh đẹp. Mái tóc khẽ rung, cành ô một trăm cài trên tóc rời ra nhưng không rơi xuống mà bay về phía bầu trời đêm thế nhân đều biết thánh hậu nương nương có một cành ô một trăm bất cứ lúc nào cũng cài trên tóc của nàng không phải bởi vì cành trâm này rất đẹp một đầu khắc thành đầu phượng trông rất sống động mà bởi vì đây không phải là một cành trâm bình thường đó chính là thần bình đứng thứ ba trên bách khí bản một kiếm tiểu phượng từng tiếng phượng minh lăng lệ chí cực vô cùng trang túc vang dội khắp cả kinh đô Ô một trăm từ can lộ đài lao thẳng lên bầu trời đêm, theo tinh quang mà hóa, biến thành một con hắc phượng ung dung xinh đẹp nhưng vô cùng cuồng bạo. Hắc phượng cực kỳ khổng lồ, dường như muốn đem tất cả tinh thần che kín, chỉ thấy nó lộ ra một trảo, trực tiếp hướng liệu thiên kiếm đang thiêu đốt chọc tới. Một đạo thanh âm kinh khủng quanh quẩn không ngừng ở trong thiên địa. Hắc phượng hữu trảo trực tiếp nắm lấy liệu thiên kiếm hóa thành hỏa long. Liệu thiên kiếm bốn phía tinh quang như lân rồng, Chật lờ mờ, sau đó cùng với vô số thanh âm ba ba nhỏ vụn nhanh chóng vỡ tan. Nhưng liệu thiên kiếm tựa như đã sớm dự liệu được điểm này, trực tiếp từ trong tinh quang lân phiến đi ra ngoài. Kiếm của Tô Ly chân chính ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm ý phong duệ chí cực trải rộng cả bầu trời đêm, tinh quang vỡ vụn lại bị cắt càng thêm nhỏ vụn, như tuyết hoa bay xuống. Mấy đạo hắc vũ phiêu tiên mà lên. Một tiếng phượng mình lần nữa vang lên, chỉ bất quá lần này càng thêm bá đạo vô song hắc phượng mở ra hai cánh rộng hơn mười dặm liệu thiên kiếm đâm vào hắc vũ của nó mỏ của nó cũng hung hăng mổ trúng mũi của liệu thiên kiếm một đạo lưu quang sáng lên vô số đạo lưu quang sáng lên lưu quang tràn ngập đủ loại màu sắc tráng lệ khó tả bầu trời đêm bị chiếu sáng thế giới lần nữa tiến vào ban ngày từ hoàng cung đến thiên đạo viện từ triều đình đến ly cung vô số trận pháp bảo vệ kiến trúc bị khí tức trên trời cao kích thích, tự hành triển khai, vô số đạo thanh quan ngưng tụ thành vòng sáng, cơ hồ đồng thời xuất hiện tại phố lớn nhỏ nhỏ ở Kinh Đô. Bức họa này thật sự rất xinh đẹp rồi, xinh đẹp đến đẹp mắt, để người ta không thể nhìn thẳng, trên thực tế cũng quả thật không có mấy người có thể nhìn rõ. Ly cung bốn phía chút ít cột đá phóng ra khí tức cổ xưa, trong cung điện chỗ sâu nhất, giáo hoàng lặng lặng nhìn bầu trời đêm bị giếng trời cắt ra, nhìn thanh cự kiếm thiêu đốt cùng con hắc phượng đã thật lâu không thấy, phát ra một tiếng thở dài ý tứ hàm xúc khó hiểu. Thiên thư lăng rừng cây phóng ra khí tức càng thêm cổ xưa, trong đình dưới thần đạo thần tướng già nua chậm rãi ngẩng đầu lên, bụi bậm lịch sử trên khôi giáp chậm rãi lung lay, cho dù là tâm tịch đạo cô như hắn, cũng bị cuộc chiến đấu tối nay làm cho rung động tâm linh. Không biết qua thời gian bao lâu, lưu quan trong bầu trời đêm dần dần thu lại. Trời cao khí tức đối chiến như sấm cũng dần dần biến mất, tuyết vân bốn phía thiên địa chậm rãi hợp lại một lần nữa che kín tinh quang đã bể nát kinh đô lần nữa trở về đêm tối thế giới một lần nữa trở nên an tĩnh mọi người đứng ở bên cửa sổ nhà mình đứng ở trong phế tích đứng ở bờ lạc thủy vuốt vuốt đôi mắt đau nhói lần nữa nhìn lại trong bầu trời đêm trong bầu trời đêm không có gì cả không có cự kiếm thiêu đốt không có phượng hoàng màu đen hết thảy dị tượng cũng đã biến mất phản phất lúc trước cũng không có gì xảy ra hình ảnh tráng quan mỹ lệ tựa như chỉ là tưởng tượng ra. Tuyết một lần nữa rơi xuống, chậm rãi phất phới trong gió rét. Trần Trường Sinh xuề bàn tay ra, nhận lấy một mảnh tuyết, phát hiện màu tuyết lại không phải là trắng, mà là màu xám. Trong kinh đô mọi người cũng phát hiện, tuyết trong bầu trời đêm rơi xuống lúc này, đều là màu xám. Bởi vì lúc trước kiếm ở trong bầu trời đêm phủ xuống kinh đô, vốn chính là một nắm tro do giấy đốt thành. Thánh hậu nhìn tiểu trâm trong tay phải, trầm Mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Gió trên Cam Lộ Đài đem một mảnh tuyết xám phủ trên một trăm phất đi, lộ ra bản thể một trăm. Một trăm đầu phượng đỏ sẫm vẫn cao quý xinh đẹp như trước, nhưng nếu như cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy phía trên có thêm một đạo vết kiếm nhợt nhạt. Trên tiểu Trâm vốn có một đạo vết đao nhợt nhạt, hiện tại có thêm một đạo vết kiếm không rõ ràng bằng vết đao kia. Chỉ có nàng biết chuyện này ý nghĩa tô ly đã gần vô hạn người lưu lại vết đao trên tiểu trâm của nàng ban đầu tối nay cuộc chiến đấu này ngang tay tô ly lưu lại một đạo kiếm ý lại có thể ngang tay với một trâm của nàng điều này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn một lát sau khóe môi nàng khẽ nhếch lộ ra nụ cười dễu cật không muốn đi nhưng lại không thể không đi bị tình vây khốn mà phải rời đi cho dù kiếm đạo mạnh mẽ hơn nữa lại có thể thế nào nàng bỗng nhiên sợ cảm ứng nhìn về nơi nào đó ở thành nam lông mày trao lên lạnh giọng nói lại còn dám quay lại thật là đồ không biết sống chết có rất nhiều không muốn đi tỉ như lão đạo cô kia nàng tới quốc giáo học viện để lập uy giết người kết quả lại bị đạo kiếm ý của tô ly trực tiếp đánh lui chật vật không chịu nổi mượn bóng đêm mà bỏ chạy làm bác phương phong vũ nàng làm sao có thể cam tâm cho nên nàng cũng không chân chính rời đi mượn tòa trận pháp của nhà quý nhân nào đó ở thành nam để che giấu khí tức. Sau đó, nàng thấy được cuộc chiến đấu trong bầu trời đêm đứng ở trong viên u tỉnh, nhìn lưu quan dần dần thu lại, nghĩ tới lúc trước thanh cự kiếm thiêu đốt cùng hắc phượng, sắc mặt lão đạo cô trở nên dị thường khó coi. Thực lực cảnh giới của thiên hải thì ra đã cao đến loại trình độ này, chẳng lẽ thánh nhân đều ẩn giấu chân thật trình độ của mình so với đám người mình cao hơn một tầng. Chẳng qua tô ly khi nào đem cảnh giới tăng lên loại trình độ này xem xong cuộc chiến đấu này nàng không thể không thừa nhận chính mình cách thiên hải cùng tô ly còn rất xa thậm chí rất có khả năng cả đời này đều không thể đuổi kịp đối phương sự thật này làm cho nàng sinh ra rất nhiều cảm xúc thất bại sau đó trở nên càng ngày càng tức giận tức giận đến muốn giết người nàng vừa rồi không rời đi kinh đô chính là nghĩ muốn giết người đạo kiếm ý của tô ly đã bị một trăm tiểu phượng đánh nát tin tưởng không có người có thể nghĩ đến lấy thân phận địa vị cùng cảnh giới của nàng lại âm hiểm đến mức lần nữa đi quốc giáo học viện giết người, ai còn có thể ngăn cản được nàng. Một đạo sát ý oán độc hiện ra trong mắt của nàng, hàng lãnh bích hải số lượng vô cùng như mực sôi trào. Nàng cầm lấy vất trần đã sắp trụi sách tơ, khuôn mặt đầy sát ý đi về phương hướng quốc giáo học viện. Xong ở thời điểm nàng mới vừa cất bước, một giọng nói ở bên tai của nàng vang lên, ta vẫn cho rằng vận mệnh là thứ cực kỳ vô lý, ở trên người của ngươi chiếm được chứng cứ rõ ràng nhất, lão phụ bị ổi hèn mọn như người, vì sao lại có thể lọc mắt xanh của tinh không, tiến vào thần thánh lĩnh vực chứ? Thanh âm kia rất lạnh lùng, rất uy nghiêm. Đồng thời, một đạo ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm từ chỗ cao rơi xuống, rơi vào trên người lão đạo cô. Lão đạo cô nghe tiếng, vẻ mặt đột biến, ngẩng đầu nhìn về phương hướng cam lộ đài, há mồm muốn nói cái gì đó. Thiên hải thánh hậu đứng ở rìa cam lộ đài, mặt nhìn tòa phủ đệ phía nam, ánh mắt uy nghiêm chí cực tựa như một đạo ánh sáng chân thật. Từ khoảnh khắc đầu tiên khi lão đạo cô tiến vào kinh đô, nàng cũng đã cảm giác được. Lão đạo cô ở trong ngõ hẻm hành hạ một con chó đến chết, chém tay cầm kiếm của quan bạch cũng đã xúc phạm đến nàng. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, vô luận con chó hoang kia hay là quan bạch, so với lão đạo cô cũng không đáng giá nhắc tới. Nhưng thánh hậu nương nương không nghĩ như vậy, bởi vì đây là thiên hạ của nàng. Dưới bầu trời này Chó hoang dù đầy người thối rửa, cũng là chó của nàng, người dù không quan trọng đến đâu, cũng là con dân của nàng. Dĩ nhiên, nếu như lão đạo cô lúc trước bị kiếm ý của Tô Ly đánh lui, lúc đó đàng hoàng rời đi, nàng cũng sẽ nể mặt phu quân của lão đạo cô mà không ra mặt. Nhưng lão đạo cô không nên tiếp tục ở lại trong kinh đô. Như vậy là bất kính đối với nàng. Lão đạo cô càng không nên ở lại trong tòa phủ đệ này. Như vậy là lợi dụng uy danh của nàng. Thánh hậu nương nương không thích, cho nên không muốn nghe lão đạo cô giải thích. Cút. Nàng mặt không chút thay đổi nói. Theo chữ này vang lên, Ngọc Như Ý bên hông nàng bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng thành nam xa xôi bay đi. Ngọc Như Ý hóa thành một đạo hắc long, mang theo uy thế phong lôi, nhưng lặng lẽ không tiếng động, phản phất dung hòa vào với bóng đêm. Cả tòa kinh đô, chỉ có khoảng hai ba người có thể cảm giác được hắc long kia xuất hiện. Bắc Tân Kiều sâu trong lòng đất, tiểu cô nương thần sắc đều là sát ý đang ăn gà quay trần trường sinh vài ngày trước đưa tới, đồng thời thấp giọng oán trách hắn đã rất nhiều ngày chưa tới gặp mình, đồng thời lòng tràn đầy hy vọng mong mình có thể cùng hắn học ly sơn kiếm pháp, tương lai nếu như có thể tu đến trình độ như của tô ly. Xiền xích phía sau làm sao còn có thể khóa được chính mình. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhíu mày nhìn lên phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc sợ hãi. Mượn bóng đêm che chở, Ngọc Như Ý hóa thành hắc long đi tới thành nam chữ cúc như sấm ở bên tai lão đạo cô nổ vang. Nàng vẽ mặt đột biến, không chần chờ nữa, xoay người rời đi, đồng thời phất trần rơi xuống, ở phía sau bày ra vô số bích hải. Sư một tiếng, Ngọc Như Ý đi tới u viện, phá phất trần mà vào. Hắc long vào biển, nhấc lên vô số gió lốc. Quanh một tiếng, sau lưng lão đạo cô bị đánh trúng, áo đột nhiên vỡ vụn, một ngụm chân huyết cùng bắn ra. Nàng làm sao còn dám dừng lại, cố chống thân thể trọng thương, vận dụng bí pháp, nhảy vào trong bóng đêm, cũng không thấy nữa. Một lát sau, trang viên u tỉnh có ngọn đuốc sáng lên. Thiên hải thừa vũ đang nghe truyện trên TV audio CV cùng mấy vị con cháu quan trọng, đứng ở dưới tường, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nơi đó trên tường cùng trên cây trúc còn vương lại chân huyết của lão đạo cô loan lỗ, phím kim quang. Cô mẫu sinh khí. Chúng ta vừa rồi không muốn giết Trần Trường Sinh, chỉ muốn áp chế khí diễm của quốc giáo một chút nương nương thấy vậy cũng không đúng rốt cuộc muốn chúng ta làm sao đây giáo hoàng ngồi ở trên ghế nhìn thanh diệp trong chậu càng ngày càng khỏe mạnh nghĩ tới chuyện đã xảy ra tối nay khẽ xuất thần một lát lầm bầm nói sư huynh ngươi năm đó đã phán đoán đúng nàng quả thật mạnh hơn so với sự tưởng tượng của mọi người hơn nữa ta nghĩ đây còn chưa phải trạng thái mạnh nhất của nàng triều đại nhân vật tầng cấp như giáo hoàng bệ hạ cùng lão đạo cô trận chiến tối nay ở kinh đô trừ tô ly triển hiện kiếm đạo tu vi kinh thế hải tục của mình đối với rất nhiều người mà nói chuyện quan trọng nhất là chứng kiến hắc phượng bá đạo vô song lúc này mọi người mới chân chính xác nhận thì ra thánh hậu nương nương đúng như suy đoán trong truyền thuyết có thiên phượng huyết mạch cao quý trí cực khó trách nàng sủng ái đối với từ hữu dung như thế từ phía góc độ thiên phú huyết mạch mà nói nàng quả thật có thể coi từ hữu dung làm nữ nhi của mình chỉ có rất ít người biết ở trước sau cuộc chiến kinh thiên giữa thánh hậu nương nương cùng tô ly kinh đô còn xảy ra hai cuộc chiến đấu nếu như đặt ở bình thời hai trận chiến đấu đồng dạng là thần thánh lĩnh vực tất nhiên sẽ tạo thành vô số nghị luận trên thế gian này nhưng mà ở tối nay hai cuộc chiến đấu này tất nhiên chỉ có thể trở thành lời chú giải tầm thường không có ai biết một trong bác phương phong vũ vô cùng bích từng lẻn vào kinh muốn đi quốc giáo học viện thay con trai độc nhất mà mình sủng ái tìm về thể diện kết quả gặp phải hai vị truyền kỳ là tô ly cùng thánh hậu liên tục trấn áp không những không thể tìm được một chút thể diện ngược lại người bị thương nặng, vô cùng thảm đạm chạy đi. Không bao lâu, bảy phong thư tô ly để lại cho đại lục cũng được thế nhân biết tới. Vạn liễu viên phía ngoài hán thu thành bị đốt thành mảnh đất khô cằn, chuyện này thật sự không có cách nào giấu giếm được, thiên lương quận chu việt cùng tuyệt tình tông đột nhiên trở nên thu liễm hơn nhiều. Đồng thời, trường sinh tông lương trưởng lão bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, lại có hai vị trưởng lão thân chịu trọng thương, sau trận kịch biến hơn 10 năm trước các cường giả còn lại từ đó điêu linh, trường sinh tông chiêu cáo thế gian, tức thì bế quan 3 năm, ngay cả đại sự như Nam Bắc Hợp Lưu sắp đến, cũng không đếm xỉ đến. Không còn phát biểu thái độ thế nào. Trong thời gian rất ngắn, liên tiếp xảy ra nhiều đại sự như vậy, ai cũng biết nhất định có liên quan tới Tô Ly. Chân chính để cho thế nhân phải sợ hãi, dĩ nhiên vẫn là cuộc chiến đấu giữa Tô Ly cùng Thiên Hải Thánh Hậu trong đêm tuyết ở Kinh Đô. Ban đầu truyền đến tin tức Tô Ly cùng Thánh Nữ làm bạn tỷ thế, rất nhiều nam nhân cho là hắn để kháng không nổi áp lực của chu nhân vì vậy mới đào binh ban đầu yêu sâu đậm hiện tại hận càng mãnh liệt nhất là người trẻ tuổi phía nam từng coi hắn là thần tượng lúc nhắc tới hắn trong lời nói rất nhiều bất kính vô cùng thống hận nhưng mà tô ly cuối cùng vẫn là tô ly là gốc đại thụ chọc trời cao nhất phía nam mấy trăm năm hắn làm sao có thể bởi vì trốn tránh mà rời đi sao có thể bình tĩnh trầm mặc khiêm tốn thậm chí có chút ủy khuất rời đi trước khi đi, hắn tất nhiên muốn đoạn tuyệt mọi ân oán. Hắn từng lãnh huyết vô tình giết rất nhiều người, thế giới này có rất nhiều lý do căm hận hắn, cừu thị hắn, mà hắn không có quá nhiều điểm cần oán hận thế giới này, nhìn lại những năm qua, cũng chỉ có từ ma vực cánh đồng tuyết trên đường về Nam chịu chút ít nhục nhã cùng thương tổn chưa thể xóa đi, đám người vô sĩ vén lên ly sơn nội loạn còn sống. Cho nên vạn liễu viên bị thiêu hủy rồi, chu lạc phế rồi, trường sinh tông dần dần muốn biến mất ở lịch sử trường hà. Về phần chữ phía trước trong từ ân oán, tự nhiên có lá thư trong ngực của Trần Trường Sinh, Hòe Viện bỗng nhiên nhận được vạn khoảnh rụng tốt, sát thủ nổi tiếng bỗng nhiên được Thiên Hải Thánh Hậu tự mình ban phát lệnh đại xá coi như chấm dứt. Dĩ nhiên, ở thời khắc cuối cùng, hắn không có quên làm một việc hắn thật ra vẫn rất muốn làm, nhưng vẫn không có cơ hội để làm. Đấu một trận chân chính với Thiên Hải Thánh Hậu Rất nhiều năm trước, lúc Tô Ly còn rất trẻ, đã là thích khách đứng đầu trên sát thủ bảng, từng có vô số người nguyện ý tiêu tốn vô số kim tiền thậm chí là trả giá một châu một quận để mời hắn ám sát thiên hải thánh hậu nhưng hắn thủy chung không nhận thậm chí không tiếc cuối cùng cùng thuộc hạ trung thành của mình mỗi người đi một ngã qua một số năm hắn đã là sư thúc tổ bối phận cao nhất của ly sơn kiếm tông trần thị hoàng tộc và rất nhiều đại nhân vật phía nam bao gồm phụ lão cố hương của hắn bày ra vô số đại nghĩa danh phận lời nói khẩn thiết thậm chí nước mắt tung hoành mời hắn cầm kiếm vào kinh hay vạn dân thiên hạ diệt trừ yêu hậu, hắn cũng không đáp ứng. Hơn 10 năm trước, Trường Sinh Tông cùng Lương Vương Phủ Liên Thủ giam giữ thê tử mang thai của hắn, buộc hắn đi giết thiên hải, hắn vẫn không làm. Không phải bởi vì khi đó hắn còn không có kiếm đạo tu vi như hiện tại, không có lòng tin đi khiêu chiến một vị thánh nhân chân chính, cũng không phải là hắn không muốn thời cuộc trung chuyển, thế giới loài người nội loạn, vì thế để cho ma tộc đại quân có cơ hội xâm nhập phía Nam mà là bởi vì những thời điểm đó cũng là người khác muốn hắn đi khiêu chiến thiên hải tô ly chính là tính cách như vậy nếu có người muốn hắn đi làm gì hắn sẽ càng không đi làm hiện tại hắn muốn rời khỏi thế giới này không còn có ai dám ra lệnh hắn làm cái gì cũng không có ai dám làm phiền tới hắn ngược lại hắn vô cùng muốn thử một chút rốt cuộc mình và thiên hải đến tục cùng ai mạnh hơn ai kết quả cuối cùng là không có kết quả nhưng tin tưởng hắn sẽ rất hài lòng thời điểm rời khỏi thế giới này tô ly để cho thế giới này náo nhiệt một thời gian ngắn từ ý nghĩa nào đó mà nói hắn là một người rất thích náo nhiệt hắn rất lo lắng thế giới không có mình sẽ có vẻ thật không thú vị hoặc là hắn cũng rất lo lắng sau khi mình rời khỏi thế giới này sẽ có thời gian rất lâu không có biện pháp thấy nhiều náo nhiệt như vậy thời điểm hắn đi lên võ đài của thế giới này vô cùng cảnh tượng kinh tài tuyệt diễm chói mắt chí cực thời điểm hắn rời xa thế giới này giống như trước oanh oanh liệt liệt, tiêu sái vô cùng, tin tưởng thế giới này không thể nào quên tên của hắn, cho dù hắn có thể sẽ có một thời gian rất dài sẽ không xuất hiện. Hắn làm như vậy còn có một mục đích, đó chính là thay ly sơn, thay nam nhân lập uy. Liệu thiên kiếm chiếu sáng kinh đô, cùng tiểu kiếm một phượng rực rỡ trên bầu trời đêm. Hắn đang nói cho thiên hải thánh hậu cùng giáo hoàng, hiệp nghị ban đầu đạt thành phải đảm bảo, sau khi nam bắt hợp lưu, sẽ đối tốt một chút với nam nhân đồng thời hắn đang nói cho toàn bộ đại lục không nên thừa dịp chính mình không có ở đây cố gắng gây chuyện đối với ly sơn nếu không các ngươi sẽ chết rất khó coi như vị trưởng lão kia của trường sinh tông nhà cùng sơn môn của các ngươi sẽ bị đốt thành một mảnh đất cằn cỗi như vạn liễu viên trở lên tô ly rời đi cuộc sống vẫn còn tiếp tục đại sự kia của thế giới loài người vẫn đang tiếp tục tiến hành thật ra phải nói chính là bởi vì tô ly rời đi đại sự đó mới có khả năng thành công mới có thể có khả năng tiếp tục. Ngày thứ 17 sau khi từ hữu dung mang theo đệ tử thánh nữ phong tới Kinh Đô, Thu Sơn gia chủ làm đại biểu các thế gia phía Nam, cũng tiến vào lãnh thổ Đại Chu, trường sinh tông đóng tông 3 năm, rất nhiều sơn môn tông phái trên danh nghĩa là một phần của bổn tông đã phái ra đại biểu đắc lực. Ở trong một đoạn thời gian sau đó, càng ngày càng nhiều đại biểu thế lực phía Nam, ngồi vào bàn đàm phán. Nam Bắc hợp lưu, không còn chỉ là danh từ tượng trưng tồn tại ở điển tịch cùng trong tưởng tượng nữa, càng lúc càng nhanh đến gần chân thật. Đối với nam nhân mà nói, vấn đề lớn nhất bây giờ bọn họ gặp phải là theo Tô Ly cùng thánh nữ rời đi, bọn họ hiện tại không có một vị cường giả thần thánh lĩnh vực nào cả, vô luận trên bàn đàm phán hay là chỗ khác tỷ như trên bàn rượu, vốn có vẻ có chút lo lắng. Ngoài dự tính chính là vô luận đại chu triều đình hay là quốc giáo, cũng không có mượn thực lực biến hóa đối lập này để đưa ra yêu cầu vô lý gì, ngược lại, biểu hiện sự rộng lượng cùng sáng suốt cực kỳ hiếm thấy đưa ra một loạt bảo đảm hứa hẹn cho lợi ích tương lai của nam nhân chỉ có người chân chính sáng suốt mới có thể nhìn ra giao phong ẩn chứa sau trận đàm phán này đó là giao phong giữa tô ly cùng thiên hải thánh hậu và giáo hoàng hắn lấy trí tuệ cùng dũng khí khó có thể tưởng tượng từ bỏ quyền lợi trả thù các cuộc đuổi giết trên đường nam quy cùng thánh nữ rời đi trực tiếp để cho phía nam mất đi toàn bộ sức mạnh do đó làm cho trận đàm phán này cũng không có cơ hội lâm vào vũng bùng từng tái diễn vô số lần như vậy thánh hậu cùng giáo hoàng phải cho hắn đáp lễ tương ứng cấp cho phía nam điều kiện dị thường hậu đãi thế nên hiện tại đàm phán chi tiết những thứ quà đáp lễ hoặc là nói hậu đãi đãi ngộ này chính là sau khi nam bắt hợp lưu phía nam sẽ tận lực bảo toàn tính độc lập của mình tính độc lập này đã vượt qua các thế lực phía nam trước đó tốt nhất tưởng tượng không cần đổi huyện không cần hoa châu hợp quận một lần nữa quan viên địa phương đều có thể tự mình chọn lựa không cần để lại bộ hạch định chỉ cần 3 năm vào kinh kiểm duyệt một lần. Thuế má phương diện cũng cực kỳ ưu đãi, mà bạc chuyển giao tại quốc khố, càng trình độ thật lớn nghiêng về một huyện phủ tương đối nghèo yếu phía Nam. Trừ chuyện đó ra, phía Nam còn đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhất là đại triêu thí cùng khoa cử, từ nay về sau không cần để phương diện kinh đô phân ra định mức, mà có thể giống các châu quận còn lại, dựa theo nhân số hộ tịch xác định danh sách, lấy biểu hiện gần nhất của phía Nam những năm qua, ở đại triêu thí sẽ chiếm rất nhiều lợi ích dĩ nhiên nam nhân không thể nào chỉ được chỗ tốt mà không cần giao ra cái gì đàm phán còn xa mới kết thúc đã có một chuyện được xác nhận đó chính là quân đội cùng đối ngoại sự vụ tương lai sẽ do kinh đô thống nhất quản lý biến hóa lớn nhất phát sinh ở biên cương trùng điệp vạn dặm cánh đồng tuyết phương bắc dĩ vãng các tông phái thế gia phía nam cũng sẽ phái ra cường giả gia nhập quân đội phương bắc đối kháng ma tộc đại quân nhưng cũng là thân phận khách khanh nghe điều động không nghe tuyên mà bây giờ các cường giả này sẽ trực tiếp gia nhập quân đội, hơn nữa hậu cần ủng hộ cùng biến hóa nhiều phương diện. Tin tưởng thực lực quân đội nhân loại trong thời gian rất ngắn nhận được tăng lên rất lớn, mà đó vốn cũng chính là mục đích trọng yếu nhất thậm chí là duy nhất của Nam Bắc Hợp Lưu. Ở đàm phán Nam Bắc Hợp Lưu dần dần đi về phía thành công đồng thời, cường giả cùng quân đội thế giới loài người cũng gia tăng cảnh giác đối với phương Bắc, lương thảo quân nhu đến từ phía Nam cuồn cuộn không dứt vận chuyển tới biên quan quan trọng, thời khắc chuẩn bị ra đòn nghiêm trọng đối với ma tộc thiết kỵ xuôi nam bởi vì rất rõ ràng ma tộc không thể nào trơ mắt nhìn nam bắc hợp lưu của thế giới loài người thành công nhất định sẽ làm điều gì nhất là vị quân sư hắc bào âm hiểm chí cực kia nói không chừng đã bắt đầu thi triển âm mưu quỷ kế của hắn phương bắc thế cục có chút khẩn trương kinh đô bàn đàm phán hai bên cũng có chút khẩn trương nhưng cảm xúc khẩn trương không giống nhau từ hữu dung ở nam bắc hợp lưu giữ vai trò cực kỳ quan trọng thậm chí có thể nói là nhân vật đại biểu trọng yếu nhất ở phương diện tinh thần, bởi vì nàng là chu nhân, đồng thời lại là thánh nữ phía nam. Rất tự nhiên, công việc hàng ngày của nàng cũng trở nên lu bù, càng không ngừng triệu kiến đại biểu các thế lực phía nam, đồng thời cùng đại chu triều đình tiến hành trao đổi, cũng may nàng ở trong hoàng cung, muốn gặp mặt thánh hậu rất là dễ dàng. Trần Trường Sinh đã hơn 10 ngày chưa từng gặp nàng, có chút nhớ, nhưng biết nàng đang làm chuyện vô cùng trọng yếu, dĩ nhiên sẽ không có câu oán hận nào, là một người trân quý thời gian nhất, hắn không đem cuộc sống lãng phí ở tưởng niệm cùng đợi chờ, mượn mùa đông lạnh lẽo không ngừng mài dũa tinh thần của mình, cảm ngộ năm viên thạch châu. Lặng yên luyện lưỡng đoạn đao quyết, thỉnh thoảng dạy dỗ quốc giáo học viện tân sinh, càng nhiều thời điểm là không ngừng học tập, dĩ nhiên cũng không có quên một chút chuyện trọng yếu khác. Một ngày mùa đông bình thường nhiều gió tuyết, hắn ở trên phố xá mua một đống đồ ăn cùng đồ chơi nhỏ, che hoàng chỉ tán, tránh ra vô số nhãn tuyến bốn phía quốc giáo học viện ở dưới mắt của hoàng cung thị vệ đi tới dưới gốc cây ngoài thành cung sau đó thừa cơ hội gió lớn đem tuyết che phủ mắt người nhảy vào miệng giếng ở bắc tân kiều giấy thấm dầu trải ra trên đất chiếm diện tích khoảng nửa căn phòng lớn vô số loại đồ ăn nóng hầm hợp rất chỉnh tề đặt ở phía trên nhiệt khí cùng mùi thơm lan tỏa có đuôi hư chưng việc quay còn có mười mấy chuỗi bánh chưng nhưng lần này không có tay gấu bởi vì quan hệ với hiên viên phá quốc giáo học viện hiện tại không có ai ăn món kia. Trần Trường Sinh dùng hai ngón tay từ trong tay áo rút ra chiếc khăn tay sạch sẽ, đem dầu mỡ dính trên tay cẩn thận lau khô sạch sẽ, ngẩng đầu nói với Hắc Long, đường đường đem rừng hồ lâu biến thành phòng ăn của quốc giáo học viện. Ta quên nói với ngươi. Nhưng trừ Lam Long Tôm, thứ khác ta đều mua ở ngoài, cảm giác muốn dễ ăn hơn chút ít. Ở chính giữa đống thức ăn, có một tòa Lam Long Tôm xếp thành tiểu sơn thời điểm trần trường sinh nói những lời này một mực cười nụ cười của hắn rất sạch sẽ có một loại vui sướng phát ra từ nội tâm có thể chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon như vậy cho hắc long hắn thật sự cảm thấy rất thỏa mãn thân thể như núi của hắc long chậm rãi rơi xuống một đạo hàng lãnh ý tứ hàm xúc khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung trong nháy mắt đem thức ăn phát ra hơi nóng ác đi trần trường sinh vội vàng rút kiếm mà chém một đạo kiếm ý mơ hồ mang theo ánh lửa phá không đi thức ăn nhất thời trở nên nóng lên không có bị đông thành khối băng hắn dùng chính là liệu thiên kiếm vài ngày trước hắn cảm ngộ kiếm ý trong lá thư thời gian rất lâu kế tiếp lại thấy tô ly liệu thiên kiếm cùng một kiếm tiểu phượng của thánh hậu chiến đấu có điều cảm ngộ hiện tại kiếm đạo của hắn mặc dù còn chưa nói tới đăng phong tạo cực nhưng ở hắn hiện hữu cảnh giới đã có thể được xưng tụng là hòa hợp vô song Chẳng qua là dùng liệu thiên kiếm cực kỳ khó khăn mới hoàn toàn lĩnh ngộ tới đun nóng thức ăn, nhìn làm sao cũng cảm thấy có chút không ổn. Hắc Long không cho là như vậy, nàng cảm thấy vô cùng thỏa đáng. Nàng rất hài lòng đối với việc Trần Trường Sinh chuẩn bị thức ăn cùng tòa lam long tôm như núi nhỏ, nàng càng thêm hài lòng vì Trần Trường Sinh dùng liệu thiên kiếm tăng nhiệt độ thức ăn, bởi vì, nói rõ trong mắt hắn, để cho nàng ăn thức ăn mới mẻ nóng hổi so với giữ vững kiếm đạo tôn nghiêm còn quan trọng hơn nàng quyết định tha thứ hắn đã gần một tháng chưa tới nơi này gặp mình. Một đạo long ngâm uy nghiêm mà xa xôi, đơn giản rồi lại vô cùng phức tạp, ở dưới đất u ám hàng lãnh vang lên. Trần Trường Sinh khẽ ngơ ngẩn, không rõ tại sao Hắc Long không vội ăn, lại muốn chính mình học Long ngữ trước. Sau một khắc hắn chợt nhớ tới, chính mình đã tặng thức ăn nhiều lần như vậy, lại tựa như chưa từng thấy nàng ăn trước mặt mình. A. Y. O thở dài Dưới đất thỉnh thoảng vang lên thanh âm long ngâm trầm thấp mà uy nghiêm Trần Trường Sinh thành thật chăm chú học theo Trần Trường Sinh vô cùng hết sức chuyên chú học tập Cho đến giọng nói khàn khàn Thức hải một mảnh trống không Thân thể suy yếu chí cực Nhưng cũng không có quên cách một đoạn thời gian Hướng bên cạnh chém xuống một cái liệu thiên kiếm Trợ giúp việc quay việc nướng ở nhiệt độ thích hợp nhất Vẫn duy trì mùi thơm vốn có Hắc long râu rồng khi rảnh rỗi sẽ phiêu khởi, tỏa ra từng mảnh tuyết sương, rơi vào núi nhỏ do Lam Long Tông xếp thành, hình ảnh rất là xinh đẹp. Không biết qua thời gian bao lâu, chương trình học Long Ngữ hôm nay cuối cùng kết thúc, Hắc Long hướng về phía mặt của hắn nhẹ nhẹ thở một hơi, một đạo sương lạnh nhất thời xuất hiện tại trên mặt của hắn, hắn tự tay đem sương lạnh lao đi, chỉ cảm thấy một trận lạnh như băng, thần thanh khí sản, toàn bộ mỏi mệt nhất thời biến mất mất tích. Ta qua bên kia xem một chút. Trần Trường Sinh không có quên là chuyện tối trọng yếu kia, lao đi về phía sau, thấy được hai sợi xích sắt. Xích sắt một đầu khác ở trên tường đá, bị hai vị truyền kỳ thần tướng nắm ở trong tay. Cùng thân thể khổng lồ như núi của Hắc Long so sánh, hai sợi xích sắt giống như là hai sợi tóc, nhưng lại có thể đem Hắc Long khóa ở chỗ này. Tin tưởng trong mấy trăm năm quá khứ, Hắc Long đã thử qua vô số phương pháp, muốn đem xích sắt bức đứt nhưng không có thành công. Từ Chu Viên trở lại Kinh Đô trong hơn nửa năm, Trần Trường Sinh cũng nghĩ tới rất nhiều phương pháp, tất cả cũng thất bại. Vương chi sách ở trên thạch bích bày trận pháp quá mức phức tạp phùng diệu, phản phất tinh hải. Vũ cung cùng tầng trọng hai vị thần tướng ở trên thạch bích phụ một luồng thần thức, quá mức cường đại dữ dằn, phản phất lôi điện. Lần niên đại giả hoa đua nở trước, cự ly hiện tại đã gần ngàn năm, nhưng chút ít truyền kỳ vẫn là truyền kỳ, cho dù đã hóa thành một luồng anh linh, cũng không phải là hắn bây giờ có thể đối kháng, thậm chí không phải là lĩnh vực hắn bây giờ có thể đụng vào lĩnh vực kia tên là thần thánh. Trần Trường Sinh ngồi ở dưới thạch bích, ở ánh mắt nhìn của các truyền kỳ, lẳng lặng đọc sách trong tay. Hắn lúc này đang đọc sách có chút cũ, tên gọi xạ dương chân nhân trận đồ phổ khảo. Không ai biết cụ thể sư thừa của vương chi sách, năm đó thiên đạo viện giáo tập bình thường, ở trung niên bỗng nhiên tinh diệu kinh đô, thanh chấn đại lục, ai cũng không biết lão sư của hắn là ai, hắn ở quốc giáo học viện tan thư lâu lật ra mấy trăm quyển sách, ở quê quán vương chi sách ra được vị đạo sĩ bình thường họ ngô. Quê quán của Vương Chi Sách chính là xạ Dương. Đạo sĩ họ ngô kia chính là xạ Dương chân Nhân. Vị đạo sĩ họ ngô kia rất bình thường không có danh tiếng gì nổi bật, Bình Sanh chỉ để lại ba quyển sách cùng với bản miêu tả về trận pháp này. Trần Trường Sinh thời điểm ban đầu chỉ nghĩ xem qua một chút, không có hy vọng quá lớn, nhưng càng xem càng cảm thấy có điểm nào đó không đúng vị ngô đạo sĩ kia ở trong bản miêu tả này ghi lại trận pháp cũng rất đơn giản, thậm chí có thể nói có chút vụng về, ở người tu đạo thành công xem ra hoàn toàn không đáng giá để mỉm cười một cái. Nhưng hắn ở trong mấy tờ phía trên mơ hồ thấy được dấu vết của trận pháp ở chữ Thì Lâm. Thời gian chậm chạp trôi qua, Trần Trường Sinh tiếp tục xem sách, không có một tia lo âu cùng phiền não, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Hắn đã hứa với Hắc Long sẽ cứu nàng ra, như vậy hắn nhất định sẽ làm được, năm nay không được, sang năm không được, cuối cùng sẽ có một năm nào đó làm được. Hắn tin chắc Nhất định Hắc Long sẽ không bị nhốt mấy trăm năm nữa trong lòng đất. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết của mọi chuyện đều phải thành lập trên cơ sở hắn có thể sống qua 20 tuổi. Mấy đêm trước, ta thấy được một thanh kiếm đang thiêu đốt. Rất lợi hại. Một đạo thanh âm lạnh lùng mà thanh thúy vang lên ở phía sau hắn. Không biết lúc nào, Hắc Long lặng yên không một tiếng động bay tới phía sau hắn, nhắc tới thanh kiếm thiêu đốt kia, sâu trong mắt trọng hiện lên vẻ sợ hãi. Cái đó đúng là kiếm của Tô Ly ư? Trần Trường Sinh cũng đã sớm xác nhận giới tính của Hắc Long, hơn nữa nghe qua thanh âm của nàng, nhưng vẫn còn có chút chưa quen. Ở trên con đường vạn dặm Nam Quy, Hắc Long bởi vì ban đầu giúp hắn trấn áp thương thế ở chu viên, thần hồn tiêu hao quá kịch liệt, tuyệt đại đa số thời gian đều đang ngủ say, nhưng không thể không thừa nhận, nó không chịu tỉnh lại còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là không muốn bị Tô Ly phát hiện. Khi đó Tô Ly đã bị thương nặng, ngay cả người bình thường cũng không bằng hắc long vẫn theo bản năng cảm thấy sợ hãi đối với hắn lúc đầu ở tuyết sơn trong ôn tuyền nàng đã cảm giác thấy kiếm của tô ly từng chém qua rất nhiều đồng tộc của nàng thậm chí đồng tộc còn cường đại hơn so với nàng tô ly tiền bối cùng thánh hậu nương nương chiến một cuộc kết quả cuối cùng hẳn là ngang tay sao như vậy ngươi thì sao nhiều ngày như vậy cũng không đến gặp nhất định là bề bộn nhiều việc đang bận rộn cái gì ta tranh thủ thời gian nghiên cứu trận pháp trần trường sinh liếc nhìn bức họa hai vị thần tướng cao lớn trên thạch bích nói tiếp thời gian khác ta chuẩn bị cho một cuộc chiến ngươi là giáo hoàng đời sau ai dám khiêu chiến ngươi chứ thật là nhiều người ngươi có thể không đánh với bọn hắn người kia thì không được ai từ hữu dung vị hôn thê của ngươi hắc long thanh âm chẳng biết tại sao trở nên đạm mạc âm điệu giảm đi rất nhiều chập trùng. Trần Trường Sinh không chú ý tới điểm này, nói, ta cũng không biết hiện tại nàng còn tính là vị hôn thê của ta hay không. Hắc Long trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, nói, nói nghe một chút. Trần Trường Sinh do dự một chút, sau đó đem chuyện xảy ra gần đây kể lại hoàn chỉnh cho Hắc Long, vô luận trước sau nại Hà Kiều hay là sau đó đem Tuyết vào cung, thậm chí ngay cả chút ít tâm tình nhỏ bé nhất trong đáy lòng hắn cũng không có bất kỳ dấu giếm đây là lần đầu tiên hắn kể về chuyện giữa mình và từ hữu dung mặc dù hắn đã nói với đường tam thập lục nhưng tuyệt đối cũng không nói tới chi tiết cụ thể sở dĩ không có chút nào giấu giếm đối với hắc long là bởi vì hắc long từng cứu mạng hắn mấy lần hắn vô cùng tín nhiệm đối với hắc long mặc dù hắn biết lấy thọ nguyên khá dài của long tộc con hắc long này mới vừa tiến vào thời kỳ trưởng thành nhưng dù sao nó đã sống mấy trăm năm trong vô thức hắn coi nàng là tiền bối đức cao vọng trọng nói tóm lại hắn vô cùng tín nhiệm đối với hắc long hơn nữa cảm thấy rất thoải mái cho nên đem rất nhiều chuyện nói tỉ mỉ một lần không gian dưới đất một mảnh u tĩnh trên thạch bích bỗng nhiên xuất hiện một đạo tuyết sương che phủ mặt hai vị truyền kỳ thần tướng hắc long rơi xuống bắt rồng đen nhánh phản chiếu thân ảnh của trần trường sinh sau đó nó chậm rãi há miệng ra gần nhất mấy lần tới bắc tân kiều mỗi khi trần trường sinh nghiên cứu trận pháp suy tư kế sách thoát khốn cho hắc long tới tâm lực quá mệt mỏi hắc long sẽ khẽ cúi cái đầu cao quý phun long tức lãnh đạm nhưng nhẹ nhàng khoan khoái trợ giúp trần trường sinh khu trừ mỏi mệt khôi phục tinh thần giống như lúc trước như vậy trần trường sinh đã thành thói quen như thế lúc này nhìn thấy động tác của hắc long rất tự nhiên nhắm hai mắt lại chuẩn bị nên đón hàng khí mang theo tinh điểm tuyết sương ngao ô một tiếng long ngâm trầm thấp mà lạnh lùng vang lên một đạo long tức rơi vào trên mặt cùng trên người trần trường sinh không phải là hàng khí mang theo tinh điểm tuyết sương, mà là huyền sương cự long long tức thực sự. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Trần Trường Sinh đã bị đông cứng, biến thành một khối băng trong suốt. Nước nhẹ nhàng ve vuốt khối băng, phát ra thanh âm ào ào. Nơi này không phải là lạc thủy, mà là ao nhỏ trong hoàng cung, bởi vì có trận pháp tồn tại, trong hoàng cung bốn mùa như mùa xuân, hồ nước tuy nhỏ, cũng không có đóng băng. Chuyện này đối với Trần Trường Sinh mà nói, là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt. Một khối băng trong suốt khổng lồ, ở trong ao nước không ngừng chập trùng, hắn thì đang đông cứng trong khối băng này. Sở Dĩ nói hồ nước không đóng băng là chuyện tốt, là bởi vì được nước rửa qua, khối băng có thể mau chóng tan đi. Sở Dĩ nói cũng không phải là chuyện tốt, đó là bởi vì nước ao không ngừng chập trùng, khối băng trong đó trôi nổi bất định, thỉnh thoảng quay cuồng, hắn ở bên trong rất khó chịu, hơn nữa rất lúng túng. Lúng túng loại tâm tình này bình thường là ở trong tình huống bị người ta nhìn thấy mới có thể phát sinh. Nếu như không có ai thấy, bất kể ngươi giống đường tam thập lục ở trong rừng tuyết ôm cây không ngừng nấc, hay là như hắn lúc này đông cứng trong khối băng ba chìm bảy nổi, cũng là chuyện không sao cả. Trần Trường Sinh lúc này cảm thấy rất lúng túng, bởi vì vẫn có người đang nhìn hắn. Chính xác hơn, đây không phải là người. Hắc Dương đứng ở bên hồ nước, khẽ nghiêng đầu, nhìn hắn trong khối băng trong hồ nước nó đã nhìn thời gian rất lâu tựa như cảm thấy chuyện này rất thú vị nhưng lại thủy chung không có rời đi cho nên trần trường sinh cảm thấy càng ngày càng lúng túng nếu như lúc này hắn có thể phá vỡ khối băng dĩ nhiên đã sớm làm rồi chẳng qua là long tức của huyền sương cự long quả nhiên không giống tầm thường hẳn là trực tiếp đem thức hải thân thể cùng nhau đông cứng cho dù hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm dữ liệu thiên kiếm có thể ngưng kiếm ý thành ngọn lửa cũng không có cách nào đem khối băng quanh người phá vỡ hắn dùng thời gian rất lâu cũng chỉ có thể khó nhọc hòa tan một tầng băng thật mỏng trên mặt miễn cưỡng mở mắt thời gian chậm chạp trôi qua khối băng tiếp tục chìm nổi hắc dương tiếp tục có chút hăng hái đứng nhìn tựa như không rõ hắn đến tột cùng đang làm cái gì hay là đang luyện loại đạo pháp gì băng trước mặt trần trường sinh hòa tan càng ngày càng nhiều sau khi mở mắt rốt cục có thể mở miệng hắn vội vàng hô lên với hắc dương xin hãy giúp ta cũng bởi vì tiếng hô này nước băng theo mũi miệng của hắn chảy ngược vào, hắn sặc rất khó chịu. Mặc dù thanh âm rất yếu ớt, nhưng Hắc Dương đã đọc được khẩu hình của hắn. Giống như mỗi một lần trong hai năm quá khứ, thời điểm Trần Trường Sinh cần trợ giúp, Hắc Dương cũng sẽ đáp lại yêu cầu của hắn. Hắc Dương chậm rãi đi vào trong hồ nước, dùng sừng đem khối băng đẩy lên trên tảng đá, sau đó cúi đầu khẽ dùng sức. Chỉ nghe rắc rắc phần phật một tiếng giòn vang, khối băng từ đó nứt ra, Trần Trường Sinh rơi xuống hắn cả người cũng bị nước làm cho ướt nhẹp, bị đông lạnh vô cùng thảm, sắc mặt tái nhợt, u phủ cùng thức hải cũng bị hàng khí xâm nhập, lại bị nội thương không nhẹ. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ sợ hãi cùng ngơ ngẩn. Tại sao Hắc Long bỗng nhiên trở nên lãnh khốc thô bạo như thế? Mình rốt cuộc đắc tội với nó chỗ nào? Tuyết vân phía trên hoàng cung dần dần tản mát, lộ ra vần mặt trời nhu hòa tựa như giả dối. Mặt trời dù nhu hòa thế nào, cuối cùng là mặt trời chân thật, ánh mặt trời là ấm áp như vậy trần trường sinh từ vỏ kiếm lấy ra một bộ xiêm y dự bị bởi vì tay chân bị đông cứng dùng thời gian rất lâu mới khó nhọc thay xong hắn tựa vào bên cạnh cây cột trong cung điện vắng lạnh nhắm mắt lại bắt đầu mượn ánh mặt trời khôi phục nhiệt độ hắc dương chậm rãi khuất lên chân trước lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn sau đó cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại thật lâu sau trần trường sinh hồi tưởng lại cái ngày mùa đông năm ấy cuối cùng sinh ra rất nhiều cảm khái cùng buồn bã nhàn nhạt. Khi đó hắn còn rất trẻ, cho nên không hiểu rất nhiều chuyện, rất nhiều chi tiết cũng không chú ý tới. Chi tiết ở dưới đất được Dạ Minh Châu chiếu rọi, đã được ánh mặt trời chiếu sáng bên hồ nước. Hắn cho rằng Hắc Long là tiền bối, là có thể tín nhiệm, là đối tượng có thể dễ dàng tâm sự thật lòng. Trong những lời này, có hai nơi là tuyệt đối sai lầm. Hắc Long dĩ nhiên đáng giá để hắn tín nhiệm, nhưng nàng không phải là tiền bối, nàng nghe chuyện giữa Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung, cảm thấy vô cùng không thoải mái. Bởi vì nàng là tiểu cô nương, nàng có đầy đủ lý do để tức giận. Huyệt động dưới đất u ám hàng lãnh, tiểu cô nương đang ăn gì đó. Nàng không muốn lấy bộ dáng hắc long ăn cơm ở trước mặt Trần Trường Sinh, bởi vì như vậy sẽ quá mức gió cuốn mây tan, không có mỹ cảm, nàng sợ làm hắn sợ. Nhưng Trần Trường Sinh không hiểu, cho nên nàng rất tức giận nàng nghe được trần trường sinh cùng từ hữu dung ở nại hà kiều gặp gỡ cũng rất tức giận nàng trước kia từng nghĩ nếu như hắn cuối cùng không biết chuyện này thì tốt kết quả không biết là do thức ăn hay là tức giận gương mặt của nàng khẽ khô lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy vẻ mất hứng vết máu như nốt ruồi chu sa tràn đầy sát ý đồng tử uy nghiêm hiện tại tràn đầy ủy khuất phụ tâm lan nếu không phải bởi vì ngươi ở trên nại hà kiều cũng có một vết thương ở mi tâm Khá giống với ta, lúc trước ta đã nuốt sống ngươi rồi. Nàng hai tay cầm lấy lam long tôm, tựa như cầm cây mía, oán hận mà gặm, đồng thời hung hăng, oán hận mà nghĩ. Không bao lâu, mấy chục món ăn Trần Trường Sinh mang đến đã bị nàng ăn sạch sẽ. Dưới áo đen, bụng của nàng chỉ hơi hơi nhô lên. Sau đó, nàng chậm rãi cúi đầu, ngồi ở trong cái bóng của mình. Thật ra thì nàng không cần ăn gì cả. Ăn gì, cũng chỉ là ăn một mình nàng chẳng qua không muốn ăn cơm một mình. Nàng đã một mình ăn cơm mấy trăm năm. Nàng muốn có thể có người cùng nhau ăn cơm. Hoặc là không ăn cơm, hàng huyên một chút cũng tốt. Không hàng huyên cũng được, ngồi một chút cũng tốt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.